Trước những khó khăn của đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề của COVID-19 và bão lũ thời gian qua, đoàn công tác của các đơn vị công an ở thành phố Hồ Chí Minh gồm Bệnh viện 30 tháng 4, Bộ Công an, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hồ Chí Minh và Hội Phụ nữ Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân vừa có chuyến thăm, cấp phát thuốc, tặng quà cho bà con nhân dân, học sinh gặp nhiều khó khăn trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt bão lũ vừa qua. Nghe tin có đoàn công tác của các y bác sĩ công an nhân dân ở miền Nam đến thăm khám và cấp phát thuốc cho bà con, nên ai nấy đều hồ hởi đến từ rất sớm. Thấy là hôm nay là bệnh viện ở Bon Tư để về đây cũng là đóng góp cho cũng cho thuốc men cho bản thân họ bác và riêng của bản thân tôi để có thuốc được uống sức khỏe cho nó phù hồi lại sức khỏe hơn. Thôi không có gì hơn, cũng cảm ơn trong đoàn Bon Tư. Không chỉ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, đoàn công tác của ba đơn vị công an tại thành phố Hồ Chí Minh còn trao tận tay nhiều món quà cho các em học sinh gặp nhiều khó khăn sau bão lũ tại trường tiểu học số 2 Hòa Khương, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. 60 cặp sách, 2.000 quyển vở và tiền mặt, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Đây là tất cả những ân tình mà các cô chú công an nhân dân ở phương Nam muốn gửi gắm cho các bạn học sinh nơi bão lũ đi qua. Cảm ơn cho các cô chú đã cho chúng con món quà này. Con hứa sẽ chăm lo học tập cho cô chú vui. Đoàn chúng tôi là chia sẻ một cái phần nào, tuy nhiên góp một cái sức nhỏ bé thôi, chung tay với cả nước để chia sẻ cho bà con chung, và đặc biệt là cái mong muốn là cho bà con để vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất này. Dự kiến trong hành trình miền Trung lần này của đoàn công tác, sau Đà Nẵng sẽ tiếp tục đến thăm khám, hỗ trợ và tặng quà cho bà con của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Dẫu những phần quà giá trị không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng mà cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nơi phương Nam yêu thương, muốn san sẻ phần nào khó nhọc, giúp bà con miền Trung ổn định cuộc sống.